Kính chào bà con và các bạn. Thưa bà con và các bạn, từ xưa, chăn nuôi lợn đã luôn chiếm một vị trí quan trọng trong nền nông nghiệp nước ta. Ngày nay, chăn nuôi lợn không chỉ để phục vụ tiêu dùng, nâng cao chất lượng bữa ăn hàng ngày, mà còn tiến tới xuất khẩu với số lượng lớn. Hiện nay, hiệu quả từ chăn nuôi lợn đã đóng góp rất lớn đối với kinh tế từng hộ nông dân, cũng như đối với đất nước. Rất nhiều giống lợn mới nhập ngoại được đưa vào chăn nuôi và đã đem lại những kết quả tốt. Tuy nhiên, chăn nuôi lợn vẫn còn gặp khó khăn trong khâu thú y. Người chăn nuôi còn chưa kiểm soát triệt để được dịch bệnh. Đàn lợn vẫn bị hao tổn do các loại bệnh nguy hiểm gây ra và gây thiệt hại nhiều về kinh tế. Bắt đầu từ hôm nay, chương trình Bạn của Nhà Nông xin hướng dẫn bà con cách phòng và trị một số bệnh nguy hiểm đối với chăn nuôi lợn. Xin mời bà con cùng chú ý theo dõi. Hiện nay, bệnh dịch tả lợn là bệnh truyền nhiễm quan trọng nhất gây ra do một loại virus. Bệnh có những đặc tính đặc trưng như khả năng lây lan mạnh, lợn bệnh rất cao, tỷ lệ ốm và chết trong vùng dịch cao, có thể chết cả đàn hàng trăm con. Lợn bị nhiễm bệnh ở mọi lứa tuổi với những tổn thương xuất huyết điển hình. Bệnh này đã gây thiệt hại kinh tế trầm trọng trong nhiều năm qua đối với hộ nông dân chăn nuôi lợn. Chương trình hôm nay xin giới thiệu tới bà con và các bạn cách phòng và trị bệnh dịch tả lợn. Bệnh dịch tả lợn là do loại virus gây ra. Mầm bệnh này có thể truyền qua rất nhiều con đường như là qua da, qua các vết thương hở hoặc là bằng con đường giao phối hoặc là đợt đẻ. Nhưng mà con đường chủ yếu là qua con đường nước ăn. Cái bệnh dịch tả lợn là do một loại virus gây ra. Cái loại virus này chỉ lây bệnh cho lợn mà không gây bệnh cho cho người cũng như bất cứ loài gia súc khác. Nhưng mà người và các loài gia súc khác có thể là tham gia vào cái khâu trung gian vận chuyển mầm bệnh đến cho đàn lợn. Tính nguy hiểm của bệnh dịch tả lợn cũng chính là khả năng truyền bệnh rất cao bằng nhiều con đường. Bệnh lây lan do truyền trực tiếp chủ yếu qua đường tiêu hóa hay đường hô hấp phía trên từ con ốm sang con khỏe. Loại virus dịch tả lợn có sức đề kháng rất cao nên khó tiêu diệt. Vì vậy, bà con nên hạn chế khả năng nhiễm bệnh của đàn lợn bằng cách ngăn chặn những con đường truyền bệnh. Xin bà con chú ý theo dõi những con đường lây truyền chủ yếu sau. Chủ yếu lây qua đường ăn uống từ lợn bệnh sang lợn khỏe. Do những vật trung gian truyền bệnh như chuột, bọ, dụng cụ chăn nuôi, xe cộ. Qua phân và những chất thải từ lợn bệnh. Mặc dù tính lây lan của bệnh rộng và mạnh đến như vậy, nhưng nếu bà con nắm vững những con đường truyền lây và có phương pháp phòng chống, thì việc khống chế khả năng lây bệnh sẽ không có gì khó khăn. Bên cạnh việc phải hạn chế đường lây truyền, việc phát hiện bệnh dựa trên những triệu chứng biểu hiện là hết sức cần thiết. Nó giúp cho bà con có những biện pháp phòng chống kịp thời và hiệu quả. Bệnh dịch tả lợn thể hiện những triệu chứng rất rõ và điển hình. Trong quá trình chăm sóc hàng ngày, bà con có thể phát hiện một cách dễ dàng. Sau đây là những biểu hiện chính khi đàn lợn bị mắc bệnh. Ở thể cấp tính, lợn trở nên chậm chạp, ăn ít hoặc bỏ ăn, tìm chỗ để nằm. Lợn sốt cao từ 41 đến 42 độ. Lợn bị viêm kết mạc, mắt đỏ.
đỏ có dừ. Có hiện tượng xuất huyết dưới những vùng da mỏng, sau đó tím lại. Phân lúc đầu, táo bón, rắn. Khi nhiệt độ cơ thể hạ xuống 38 đến 39 độ thì phân lỏng và rất nặng mùi. Ở thể mãn tính, thường xuất hiện ở lợn từ 2 đến 3 tháng tuổi, bệnh kéo dài. Lợn bỏ ăn hoặc ăn uống thất thường, đi lại loạng choạng. Các vết xuất huyết ở bẹn, tai, mũi, bụng chuyển từ màu đỏ sang màu tím, da chóc từng mảng. Bệnh dịch tả lợn nguy hiểm ở chỗ, nếu lợn đã bị nhiễm bệnh thì khả năng điều trị bằng kháng sinh hầu như không có kết quả, tỷ lệ chết rất cao. Nếu con nào còn sống được thì lại trở thành vật mang trùng và làm lây nhiễm sang những con khỏe khác. Vì vậy, việc quan trọng nhất khi đàn lợn bị nhiễm dịch tả là cách xử lý làm sao để khả năng ngao ngụt là thấp nhất. Bà con hãy chú ý nghe bác sĩ thú y Phan Thị Thuyết hướng dẫn cách xử lý đối với đàn lợn khi đã bị nhiễm bệnh. Con nên biết cách xử lý cái đàn lợn khi bị ốm như thế nào. Một trong những khi mà trong đàn của các bác có hiện tượng lợn bị ốm thì phải nhanh chóng tách những con khỏe sang chuồng khác, rồi đo nhiệt độ những cái con khỏe đấy, nuôi cách ly và theo dõi trong vòng khoảng 15 ngày. Nếu không có hiện tượng gì thì phải đem những con lợn khỏe đấy tiêm phòng ngay. Thế còn những con ốm thì bà con nên theo dõi. Những con xác chết thì phải để được chôn, không mổ bừa bãi, vì nếu như ta mổ bừa bãi thì có thể mang mầm bệnh, gieo rắc mầm bệnh cho đàn lợn khác. Sau đó thì chuồng trại là phải được tuyệt đối sát trùng, quét vôi, muốn có hiệu quả thì dùng vôi 20%, quét cứ 2 tiếng lại quét một lần, một ngày như vậy quét khoảng 3 lần. Sau đấy có thể phun hoặc là xông phóc môn phòng trong thời gian 7 đến 10 ngày. Và đàn lợn muốn nhốt trở lại chuồng đấy thì bà con đàn lợn đấy phải được tiêm phòng vaccine ít nhất là 7 đến 14 ngày hoặc 21 ngày mới thả lại cái chuồng trên. Thế thì lối ra vào là phải được có cái hố sát trùng bằng nước vôi hoặc là các cái chất sát trùng thông dụng bán trên thị trường. Đấy. Bà con phải lưu tâm là không được vận chuyển lợn trong lúc bị ốm hoặc là mổ bừa bãi. Bà con hãy ghi nhớ những phương pháp sau đây để xử lý đàn lợn khi bị nhiễm bệnh. Bà con nhanh chóng tách lợn ốm và lợn khỏe, nhốt riêng chuồng. Đối với lợn khỏe, bà con phải nuôi cách ly và theo dõi trong 15 ngày, nếu không thấy biểu hiện bệnh phải tiêm phòng ngay. Đối với lợn bệnh, không mổ bừa bãi, xác lợn bệnh phải xử lý cách xa nơi chăn nuôi, nguồn nước phủ tạm phải chôn sâu dưới 2 lớp vôi bột. Bà con nên nắm những cái nét chính về cái virus dịch tả lợn này. Cái virus dịch tả lợn này ấy, thì nó tồn tại như thế nào trong cái môi trường. Thế thì thường là con vật khi mà bài tiết phân ra ngoài thì phân của nó, virus này có thể tồn tại trong phân được 1 đến 2 ngày. Vì vậy khi ta phải dọn phân hàng ngày, phân đấy phải được đem ủ với cái nhiệt độ của phân ủ trong 60 đến 70 độ thì mầm bệnh có thể bị diệt chết. Hoặc là trong chăn nuôi mà có quy mô lớn ấy, có sàn thoát phân ấy, nền chuồng thấp ấy, thì toàn bộ cái phân đấy có thể trôi dốc vào cái hầm phân và trong một cái hệ thống kín sinh ga thì tăng được nguồn đốt cho gia đình. Thì đấy là một cái cách khử phân tốt nhất. Thứ hai nữa là vệ sinh thức ăn và nước uống. Cái nguồn thức ăn nước uống là vì virus này nó
qua con đường tiêu hóa, cho nên là gây bệnh trực tiếp cho lợn rất nguy hiểm. Vì vậy là bà con nên quan tâm đến cái chế độ ăn uống, nhất là cái nguồn thức ăn nước uống thật sạch. Bà con ta hay có cái thói quen là dùng nước vo gạo hoặc là nước rửa thịt để cho lợn uống hoặc là cho lợn ăn, thì vô hình dung có thể là mang mầm bệnh đến cho lợn rất là nguy hiểm. Vì cái virus này có thể tồn tại ở trong thịt của lợn tươi, nhất là lợn mà được thịt lợn được để trong cái tủ lạnh thì nó có thể bảo tồn được hai có khi đến hàng năm. Vì vậy tuyệt đối không nên sử dụng các cái chất rửa nước thịt cho lợn ăn. Đấy là cái nguyên nhân có thể mang cái mầm bệnh đến cho lợn. Do không có khả năng điều trị khi bị nhiễm bệnh nên phòng bệnh là phương pháp quan trọng nhất để phòng chống bệnh dịch tả lợn. Có hai phương pháp phòng bệnh chính: phương pháp phòng bệnh bằng vệ sinh và phương pháp phòng bệnh bằng vaccine. Trước tiên, bà con hãy chú ý những phương pháp phòng bệnh bằng vệ sinh, định kỳ dọn vệ sinh chuồng trại. Xử lý phân và các chất thải để sàn chuồng luôn khô, thoáng. Giữ cho chuồng trại ấm vào mùa đông, thoáng mát về mùa hè. Chăn nuôi sạch sẽ. Có hố sát trùng trước khi vào chuồng. Phương pháp thứ hai là phòng bệnh bằng vaccine. Đây là một yêu cầu bắt buộc để bảo hộ cho đàn lợn của bà con không bị nhiễm bệnh. Bà con chú ý, vaccine chỉ dùng để phòng chứ không trị được bệnh dịch tả lợn. Dịch tả lợn là gây tổn thất cho lợn rất là lớn. Lợn khi đã mắc bệnh này thì việc dùng thuốc kháng sinh để can thiệp là không có tác dụng. Vì vậy là việc tiêm phòng cho đàn lợn có ý nghĩa quyết định nhất để bảo hộ cho lợn không bị mắc cái dịch tả lợn này. Sau đây là lịch tiêm phòng dịch tả đối với lợn con. Ở 45 ngày tuổi tiêm vaccine dịch tả lần thứ nhất và ở 75 ngày tuổi tiêm vaccine dịch tả lần thứ hai. Còn lịch tiêm phòng đối với lợn nái như sau. Trước khi phối giống 15 ngày, tiêm vaccine dịch tả lần thứ nhất. Và sau khi đẻ 45 ngày, tiêm vaccine dịch tả lần thứ hai. Để cho bà con yên tâm khi sử dụng cái vaccine này thì tôi giới thiệu cho bà con một cái loại vaccine dịch tả lợn. Thuốc này ấy, về nguyên tắc là khi phải được bảo quản lạnh, và khi sử dụng bà con mua ấy thì phải nhìn xem là nó có đúng cái loại thuốc mình mua hay không. Đấy là cái thuốc dịch tả lợn không. Thứ hai nữa là đúng liều với cái số lượng mà đàn lợn của mình không. Và thử xem là cái hạn dùng của nó là còn nằm trong cái hạn mình sử dụng không. Đấy. Thế thì, và khi mua ấy, thì đến nơi mua thì xem cái thuốc này có được bảo quản trong lạnh không. Và khi bà con mang về cũng phải để trong phích lạnh hoặc là mang theo đảm bảo quản. Khi mà sử dụng, bà con pha phải đủ liều và phải tan. Và đồng thời là pha phải dùng ngay trong vòng từ 6 tiếng hoặc là tối đa chỉ 12 tiếng, và trong khi pha là không được để dưới ánh sáng mặt trời. Cách pha như thế nào? Đấy, chia cái lọ thuốc này có thể ở nhiều loại, nhiều liều. Ví dụ là loại 5 liều, loại 10 liều, loại 20 liều hoặc loại 50 liều. Đây là lọ thuốc 50 liều.
Nếu như đàn lợn của các bác là 50 con thì bác mua một lọ như thế này. Bà con dùng bông cồn lau sát trùng ở bề ngoài này. Trùng tay, được hít luôn ra. Đây là một lọ nước muối sinh lý vô trùng. Dùng sơ thanh mút ra khoảng 1,5 đến 2 ml nước muối sinh lý. Sau đấy bơm trở lại cái lọ thuốc này. Rồi cứ lắc thật kỹ cho thuốc tan ra. Khi thuốc đã tan rồi thì bà con lại hút trở lại. Bà con hút hết. Xong rồi cho trở lại cái lượng thuốc này. Lắc thật kỹ. Như vậy lọ thuốc này là có 50 liều thì cái lọ nước muối sinh lý này là 50 ml, tiêm cho mỗi con là 1 ml. Cái vị trí tiêm thì bà con nên tiêm qua cái lớp da xuống cái phần mỡ dưới da vào phần cơ ở cái vị trí gốc tai. Một số chú ý khi sử dụng thuốc. Thuốc phải được bảo quản lạnh. Sau khi pha thuốc phải dùng ngay trong vòng từ 6 đến 12 giờ. Bây giờ tôi giới thiệu cho bà con cách tiêm phòng. Đây là một cái loại kim sơ ranh tiêm lợn, nó có nước hãm. Nếu mà bà con tiêm 1 ml thì điều chỉnh ở cái nước 1 ml này. Cứ thế là dùng kim tiêm dài thì sâu qua lớp da và mỡ xuống phần cơ. Cứ thế bơm thì không lo là vì nó có nước hãm rồi, không lo nó thiếu hoặc là bị thừa. Bà con và các bạn vừa theo dõi cách phòng và trị bệnh dịch tả lợn. Đây là một trong những bệnh hết sức nguy hiểm đối với đàn lợn vì bệnh này gây chết nhanh, khả năng lây lan rộng. Hơn nữa, việc điều trị khi lợn mắc bệnh lại hầu như không có kết quả. Vì vậy, bà con nên đặc biệt quan tâm đến các phương pháp phòng bệnh cho lợn. Một điều quyết định là bà con phải có lịch tiêm phòng và thực hiện nghiêm túc việc tiêm phòng. Nếu làm tốt những công tác này, chắc chắn bà con sẽ có một đàn lợn khỏe mạnh, lớn nhanh và mau cho kết quả như ý. Xin chúc bà con thành công. Xin chào và hẹn gặp lại bà con và các bạn trong những chương trình tới.